Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn, từ chiều tối và đêm 15 tháng 1 trở đi, các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa rào đều khắp và có nơi có dông. Trời chuyển rét, vùng núi rét sâu hơn. Các vùng núi cao trời rét đậm, rét hại. Đợt mưa này có khả năng kéo dài khoảng 2 đến 3 ngày, trong đó có ngày rải rác mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Mưa nhiều khả năng tập trung tại huyện Bắc Hà, Mường Khương, Văn Bàn, Simacai, Bảo Yên và Bát Sát. Vì vậy, người dân các địa phương, nhất là khu vực vùng núi cần đề phòng mưa đá, gió giật mạnh, sét đánh trong cơn dông có thể xảy ra, gây thiệt hại. Khu vực đang san gạt để lấy mặt bằng xây dựng các công trình nhà ở. Các tuyến đường giao thông đang sửa chữa hoặc mở mới, phòng ngừa mưa lớn trái mùa trong mùa khô gây sạt lở bất ngờ. Vùng cao tích cực phòng chống rét cho cây non vật nuôi,